Golden Bay, khách sạn 5 sao tại Đà Nẵng, chân cầu Bình Phước. Tới chút nữa anh Mạnh, chỗ này đang còn đường gấp, vẫn chưa tìm thấy trung tâm thành phố. Yêu Đà Nẵng này một thời gian là hot trend của thanh niên Đà Nẵng đây các bạn. Mình cũng có chụp một bức ảnh ở đây cùng với lại Duy Mạch TV rồi, hôm nay mình ghé lại. Top, mình có thể đứng ở đây mình review một chút này anh Mạnh nhé. Đây các bạn có thể đứng ở trên cầu Thuận Phước nhìn về phía tây là thấy được những cây cầu còn lại của thành phố Đà Nẵng. Nếu như ban ngày thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ hơn, còn ban đêm thì mình thấy nó hơi mờ một chút. Các bạn nhìn thấy chưa, cầu sông Hàn này có hình tam giác đó, đó ánh điện chạy thẳng lên xéo lên hình tam giác đó. Phía xa hơn là hình kính buồm màu đỏ kia là cầu Trần Thị Lý, và ở giữa hình cánh cung đấy là con rồng sắt. Phía bên dưới của cầu Trần Thị Lý nữa là có cầu Tiên Sơn, nhưng mà đấy là chỉ là cầu vận chuyển hàng hóa thôi chứ không phải là mang cái tính chất du lịch, cho nên ít ai người ta đi review về cái khu vực cầu đấy đâu. Ở đây chỉ có 4 cây cầu chính để thanh niên review là cầu Thuận Phước của mình ở đây. Tiếp theo là gần nữa là cầu sông Hàn, tiếp theo là cầu Rồng, tới nữa là cầu Trần Thị Lý. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy các tòa nhà lớn ở thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng rất ít tòa nhà lớn các bạn nhé. Ở bên trái cầu là một tòa nhà đang đi vào hoàn thiện. Ở bên phải cầu là Đà Nẵng Golden Bay, yêu Đà Nẵng.
đã đi vào hoạt động rồi. Thanh niên ở đây rất là nhiều. Cái cách ly mà như thế này thì rất là nhiều. Mình nãy giờ trên đường đi thì mình không nhìn thấy một anh bên tổ bảo vệ Covid nào cả. Mà ở trên đường phố thanh niên tập trung rất là nhiều. Mình thì vi phạm chắc rồi đấy, nhưng mà thanh niên như thế này thì có vẻ như là chưa được ổn lắm. Rồi anh Mạnh Nguyễn, bây giờ mình đi dạo đường phố nào nhỉ? Anh Mạnh có muốn đi qua bên đường biển chút không, rồi mình chạy về không? Đi được không? Xe thì chắc còn xăng. Ok. Rồi các bạn, mình cùng đi qua đường biển nhé. Đi thẳng lên cầu của mình nghe luôn được mình nhé. Bên dưới chân cầu rộng bên tay phải này là cầu tình yêu. Bây giờ không thèm thổi mỏng nữa. Mình đã quay trở lại